vay thì ben ấy. Nhưng cái lúc mà vào cua nặng máy là mình hơi nhớm thêm một chút, đấy là kinh nghiệm, theo kinh nghiệm lái của mình nhé. Còn nếu mà hai tay cầm vô lăng như này là mình kiểu là mới ấy. Đấy. Là em ấy lái vẫn vừa gọn gọi là biết lái thôi, chưa phải là thật thạo lắm. Và thứ hai là cái đồ làm đấy cũng chưa được ngon, kể cả cái bừa này nếu các bác làm nhé, nó thẳng như kia nó càn đất, nó sẽ là nhanh hơn, nhưng mà nó hay bị dồn đất vào những cái góc hoặc là những cái lúc vào cua là máy nó hay nặng tải. Làm các bác kể là làm bừa đinh này cũng vậy thôi, làm bừa mình cứ làm cho nó hơi nghiêng một chút đấy, đất nó tự dàn ra thì mình, lúc mình lái nó cũng nhàn hơn. Đây như những cái góc này, cái bãi này làm lái này, con này lái cơ, lái hai tay là mình không kịp nhấc lên, mà em ấy cũng nói chung là cũng gọi là biết lái thôi, cũng chưa kinh nghiệm cũng nhiều, nên là những cái góc bãi này sau một tí nữa mình kéo ra san ra được thì vẫn được thôi, nhưng mà nó rất là mất công. Thì ông bác lái cũng lưu ý một chút, bác thứ nhất là bác mới lái mới làm gà, cái côn quan trọng nhất là cái côn này, nếu mà chạy như này thì côn rất là nhanh đi. Tay to
Dạ. À vâng vâng, sau này có gì, vâng lát nữa có lại bảo chứ ạ. Vâng. Và đứng xa xa mà máy nó bắn nó bẩn hết người và. Bà có một xào ghế này mà, đạp cho bà mới nhắc. Vâng vâng. Bà đang bắt chân nước vậy. Vâng, nếu nó làm ruộng này nó cứ phải đủ nước thì nó mới san, nó phẳng, nó mới loãng ruộng, nó mới phẳng ruộng bà. Vâng, thì khắc phục thôi. Vâng. Vâng, vâng. Nó cứ đủ nước thì làm, mình làm nó vừa dễ mà. Nó cũng đỡ mất mồ rồi lắm mà. Trên nhà đang máy đang làm trên nhà không xuống được. Đây máy của em này. Vâng chắc thế. Bà bảo ai làm bảo chứ quan trọng gì đâu bà. Bà bảo giúp tôi. Vâng. Cũng được bà, làm máy thì cái máy nào nó tiện ở đâu thì mình làm đấy thôi. Giờ biết ngay cuối này bà cho đây mà. À vâng vâng. Nó bà nó quậy mà. Vâng vâng. Không con thì không phải, con chỉ quay phim thôi. À. Máy nhà con là con để ở nhà rồi, năm nay con chưa đánh, mỗi năm con vẫn làm đồng này suốt đấy. Vâng, năm máy máy con làm mà. Vâng, đây có gì đấy em mới làm đâu mà. Vâng, bà cứ về nghỉ, nắng này ra làm gì. Rồi mà. Bà cứ về đi. Đi em nó làm cho. Bà thì nhau lắm, có một mình thôi. Vâng. Còn đây là phải chạy theo cái cánh đồng ngoài kia cả. Máy 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 làm thì phải có máy ở ngoài anh làm nên mất. Không có là mình cũng chết. Vâng thì bây giờ cứ máy móc ở đâu tiện đâu bảo đấy bà. Cứ ngày mùa này đợi chờ nước nó ăn các thứ. Bà đó. Cứ tiện đâu làm máy là đâu làm đấy bà. Vâng. Vâng vâng. Vâng. Đây. Chục năm hơn chục năm. Đây mà nhìn cái những cái vấn đề
gì mình gặp qua mình nhìn mình cũng theo cái cảm nhận và theo những cái điều mà mình biết thôi nhé. Đấy. Như hiện tại như máy này em đang lái là gặp cái lỗi là mình chưa được lái điều chỉnh cái bên thủy lực ấy, tay nâng là chưa đều này. Cái đất này nó chạy đến lần lượt này lẫn ba nó vẫn bấp mô ấy. San rất là vất. Nếu mà làm được cái bãi ruộng nó mất nhiều thì không còn cần thiết. Bình thường nó cũng có thể là nhanh hơn được, nhưng mà nó lại thêm như này kiểu gì nó phải chạy thêm 1-2 lần nữa thì mới ra được cái ruộng bãi hoàn chỉnh được. Như trước ấy mà mình mới bước chân vào nghề mình làm máy ấy, cũng chưa cày trâu cày bò bao giờ ấy, làm cứ nhìn thấy là nhất là những cái bãi nào mà nó nhiều nước ấy, chảy lom khom nhiều khi dân họ kêu ôi trời chết luôn. Thế sau này làm lâu có kinh nghiệm làm nhà thì các bố thường thường như các ông trước ngày mà cày trâu cày bò ấy là có kinh nghiệm rồi, khi mà lên làm cái cày này làm đường nào là vào đường đấy, còn dưới trẻ lái là mình cứ lôm côm cả đường chạy đường bỏ, nhiều khi chỗ thì chạy nhừ quá chỗ thì lại chạm có đường nào thì dân họ thấy là họ biết ngay. Đây cày như này để sang cái bãi ruộng dân họ cứ giả tiền nó dốc một tuột thôi, không hỏng hóc gì cứ đổ dầu vào là chạy thôi.